Chào các bạn, hôm nay mình hướng dẫn các bạn photo chứng minh trên cùng một mặt giấy. Đây như một cái kiểu giấy này, giấy A5 nè. Mình sẽ một mặt đầu tiên nằm đây, mặt thứ hai nằm đây. Đó, mặt hôm nay thì cũng mặt đầu tiên nằm đây, mặt thứ hai nằm đây. Trên cùng một tờ giấy, như là một tờ giấy A5 này, mình có thể photo được hai cái chứng minh. Đầu tiên mình ví dụ cái này là chứng minh đi, các bạn bỏ sát góc. Bỏ đứng vậy, đừng có bỏ đứng như vậy nha các bạn. Bỏ đứng kiểu này, sát góc. Rồi, các bạn chọn kiểu giấy. Chọn order và A5. Các bạn để ý order bên trái nó sẽ hiện A6R nha. A6R qua A5. Ở bên một phần trăm nó sẽ hiện 141%. Ok. Sau đó các bạn chọn edit. Các bạn chọn 2:1 và 4:1. Các bạn chọn 2:1. Các bạn chọn 22. Bấm ok. Và sau đó các bạn bấm start. Rồi, các bạn tiến hành lật chứng minh. Cùng để ngay góc đó nha các bạn. Start tiếp. Rồi các bạn di chuyển mặt này ngay góc mà chỗ một cái T độ ngược về bên trái để đứng nha. Rồi xong. Bấm Start hoặc bấm Next Copy cũng được. Rồi, lật tiếp. Còn để vị trí đó lật chứng minh ngay góc ST độ ngược qua bên trái. Rồi bấm Next Copy. Rồi xong cái đó các bạn chọn vô Finish. Đây trên cùng một giấy các bạn, đây một cái chứng minh nè, hai cái nè. Cái này là để cho mấy bạn làm photo dịch vụ á, photo đỡ tốn giấy, thay vì mình tô một cái đi thì các bạn đợi đây, mình sẽ cắt khúc này đi, bỏ khúc giấy trắng lên nó thừa, nó sẽ phí đó. Cái này để cho các bạn photo dịch vụ á, tiết kiệm được giấy. Nếu mà ví dụ hai cái chứng minh á, thì các bạn để một cái ở đây và một cái để kế bên ở đây, xâm lặt y chang vậy, nó sẽ hiện như vậy. Đó. Vậy là xong rồi các bạn.